Ra tù sau khi được giảm án, một thanh niên gốc Việt lại đối mặt với việc bị trục xuất về Việt Nam. Quận Cam cảnh báo người dân đối mặt với đại dịch kép. Một thành phố Mỹ phải bồi thường 12 triệu đô la cho nạn nhân của một vụ cảnh sát đột kích. Mỹ thẳng tay cấm Apple và Google cho người dùng tại Mỹ tải ứng dụng WeChat và TikTok. Giới nghiên cứu nói Mỹ không còn lãnh đạo thế giới. Tây Ban Nha tố tin tặc Trung Quốc ăn cắp dữ liệu phòng nghiên cứu vaccine COVID. Hình chụp vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức duyệt binh lớn. Trung Quốc tố cáo Ngoại trưởng Mỹ kiêu ngạo trong chuyến thăm Nam Mỹ. Ấn Độ xây đường hầm gần biên giới Trung Quốc. Chuyên gia Singapore nói đây là lúc để Trung Quốc từ bỏ đường lưỡi bò. Bác sĩ bắt sống 40 con giòi trong tai một người đàn ông ở Quảng Ngãi. Ngoại trưởng Hàn Quốc thăm Việt Nam, bàn về Triều Tiên và Biển Đông. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm phó bí thư thành ủy Hà Nội, dân mạng đồn sắp thay ông Nguyễn Đức Chung. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn Việt Nam tăng tần suất chuyến bay quốc tế nhưng phải kiểm soát chặt. Xin kính chào khán thính giả nửa vòng trái đất TV và tôi là Lan Anh, người sẽ đồng hành với quý vị trong tin nóng 24 giờ hôm nay. Mở đầu là phần tin cộng đồng. Theo OC Register, ông Tý Nguyễn từ Việt Nam đến Mỹ vào năm 1979. Đến tuổi thiếu niên, ông gia nhập băng đảng. Sau đó, ông phải ngồi tù 20 năm vì tội cướp của và giết người. Năm ngoái, sau khi được giảm án, ông được cho cơ hội tự do. Tuy nhiên, vừa ra tù, ông liền bị ICE bắt giam và chờ ngày trục xuất về nước. Hôm 16 tháng 9, một ngày sau khi luật sư nộp đơn lên tòa án liên bang kêu gọi trả tự do cho ông Tín, gia đình và người ủng hộ ông, trong đó có hai dân biểu California, biểu tình bên ngoài văn phòng của cảnh sát di trú ICE ở Santa Ana để gây chú ý cho hoàn cảnh ông Tín. Họ cho rằng việc ông Tín bị giam giữ vừa vi hiến vừa vi phạm thỏa thuận giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Giới y tế và nhà lãnh đạo Orange County cảnh báo mùa cúm năm nay có thể làm quá sức hệ thống y tế quận hạt vốn khó nhọc chống COVID-19 nhiều tháng nay. Họ lo ngại sẽ xảy ra hai đại dịch cùng lúc vì thời tiết mát mẻ hơn và biện pháp chống COVID-19 được nới lỏng nhờ tình hình COVID-19 ở Orange County cải thiện. Hai yếu tố này có thể sẽ khiến người ta tụ tập đông đúc hơn. Các nhà lãnh đạo quận hạt đang kêu gọi cư dân giữ thói quen sinh hoạt trong COVID-19 để tránh xảy ra đại dịch kép cùng với cảm cúm. Thành phố Louisville, bang Kentucky của Mỹ vừa đồng ý trả 12 triệu đô la cho gia đình bà Breonna Taylor, một kỹ thuật viên y tế người da đen bị bắn chết trong căn hộ của bà hồi tháng 3 trong một cuộc đột kích của cảnh sát liên quan đến một vụ điều tra ma túy. Khoản bồi thường được đưa ra trong vụ kiện dân sự chống lại thành phố miền Trung Nam nước Mỹ, giữa lúc các nhà điều tra đang tiếp tục tìm hiểu các tình tiết xung quanh cái chết của bà Taylor, 26 tuổi, và liệu rằng ba cảnh sát liên quan đến vụ việc có bị buộc tội hình sự hay không. Một trong ba cảnh sát bắn chết Taylor đã bị sở cảnh sát thành phố sa thải, mặc dù viên cảnh sát này đang kháng cáo việc bãi nhiệm. Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ ngày 18 tháng 9 cho biết, chính quyền Tổng thống Trump sẽ cấm ứng dụng WeChat và TikTok xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng của Mỹ bắt đầu từ đêm 20 tháng 9. Động thái này sẽ ngăn người Mỹ tải về hai ứng dụng trên của Trung Quốc trong bối cảnh Washington lo ngại chúng đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ. Một quan chức cấp cao bên trong Bộ Thương mại Mỹ nói với Reuters rằng, Bộ Thương mại Mỹ đã ra lệnh cấm App Store của Apple, Google Play và các cửa hàng ứng dụng khác cung cấp ứng dụng WeChat và TikTok trên bất kỳ nền tảng nào mà có thể tiếp cận bên trong nước Mỹ. Theo CNBC, tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Singapore, các chuyên gia đưa ra đánh giá Mỹ vẫn có ảnh hưởng bao trùm trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tài chính và công nghệ, nhưng hiện không rõ liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có còn là cường quốc hàng đầu mà các quốc gia khác ngưỡng mộ tôn trọng hay không. Hội nghị hàng năm này quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp và các học giả hàng đầu. Tại đó, họ thảo luận về các xu thế trên thế giới. Trong một phiên thảo luận trực tuyến, các đại biểu bàn về chủ đề một thế giới không có ai lãnh đạo và bị chia rẽ sẽ là trạng thái bình thường mới. El País, một trong những nhật báo lớn nhất Tây Ban Nha ngày 18 tháng 9, dẫn các nguồn thạo tin cho biết các tin tặc Trung Quốc đã ăn cắp thông tin từ các phòng thí nghiệm Tây Ban Nha đang nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Thông tin này được tiết lộ trong bối cảnh các công ty dược trên khắp thế giới đang chạy đua phát triển vaccine. Cũng theo El País, không rõ tin tặc Trung Quốc đã ăn cắp những thông tin gì, vụ việc diễn ra khi nào và các thông tin trên quan trọng ra sao. Theo AP, có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu 75 năm ngày thành lập Đảng Công nhân Triều Tiên đang cầm quyền vào ngày 10 tháng 10 sắp tới. Căn cứ trên ảnh vệ tinh được phát tán hôm 19 tháng 9, dù các biện pháp chống dịch COVID-19 đang được siết chặt. Các hình ảnh vệ tinh
do NASA, công ty chuyên cung cấp ảnh vệ tinh ở Colorado, Mỹ phổ biến cho thấy hàng ngàn người tụ tập theo đội hình gần quảng trường Kim Il-sung của Bình Nhưỡng, tập dượt cho một cuộc diễu hành quân sự. Đại sứ quán Trung Quốc ở Suriname hôm 18 tháng 9 tố cáo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là bôi nhọ Bắc Kinh sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chỉ trích lối làm ăn của các công ty Trung Quốc trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du 4 nước Nam Mỹ của ông. Reuters đưa tin xuất hiện bên cạnh tân tổng thống Suriname Chan Santokhi hôm 17 tháng 9. Ông Pompeo mang phẩm chất của các sản phẩm và dịch vụ của các công ty tư nhân Mỹ ra so sánh với các công ty Trung Quốc mà ông nói không cạnh tranh trên một sân chơi công bằng và đồng đều. Ngoại trưởng Mỹ nói, chúng ta đã chứng kiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ tiền đầu tư vào nhiều nước. Ban đầu, mọi sự có vẻ tốt đẹp nhưng rồi tất cả đều sụp đổ khi những cái giá chính trị trở nên rõ ràng. AFP ngày 18 tháng 9 đưa tin, Ấn Độ đang sắp xây xong một đường hầm có tên Altar trên núi Himalaya, giúp giảm đáng kể thời gian để binh sĩ nước này đến được khu vực biên giới giáp Trung Quốc. Cụ thể, đường hầm trị giá 400 triệu đô này được xây dựng ở bang Himachal Pradesh, cung cấp một con đường có thể sử dụng trong mọi thời tiết để quân đội Ấn Độ không phải vượt đoạn đường dài 50 km qua những con đường đèo hiểm trở phủ trắng tuyết vào mùa đông và thường xuyên xảy ra sạt lở. Từ cuối tháng này, những chuyến đi kéo dài 4 giờ băng qua các đường đèo uốn lượn sẽ được cắt giảm thời gian xuống còn 10 phút nhờ vào đường hầm xuyên núi nói trên. Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu ở Singapore nói rằng, từ bỏ yêu sách đường chín đoạn ở Biển Đông mới mang lại lợi ích cho Trung Quốc và giúp họ có bạn bè ở Đông Nam Á. Phát biểu được ông Li Nan đưa ra tại một hội thảo trực tuyến chung được tổ chức bởi EAI và Viện Nghiên cứu ở ISEAS ở Singapore hôm 18 tháng 9. Chuyển qua tình hình tại Việt Nam, chiều 18 tháng 9, lãnh đạo khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết các bác sĩ ở đây vừa gắp 40 con giòi ra khỏi tai một người đàn ông ở địa phương này. Theo thông tin ban đầu, tối 8 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông 51 tuổi, người Rẻ Chiêng, Quảng Nam, nhập viện trong tình trạng đau tai dữ dội, chảy mù đục, có mùi hôi ở tai. Sau đó, bác sĩ đã gắp ra được 10 con giòi trong tai của bệnh nhân và thực hiện CT xương trũng. Làm các xét nghiệm, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, trưởng khoa tai mũi họng cùng ekip đã phẫu thuật tai bằng phương pháp tiệt căn xương trũng và phát hiện phần xương trũng bị ăn mòn toàn bộ, tạo thành một hốc rỗng, bộc lộ màng não. Từ trong hốc, các bác sĩ gắp ra thêm khoảng 30 con giòi. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp rất hiếm gặp. Thường xảy ra ở bệnh nhân bị viêm tai xương trũng nhưng không điều trị, khiến viêm tai xương trũng hoại tử xương, gây biến chứng viêm màng não, áp xe não, tổn thương dây thần kinh số 7, có giòi trong tai. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, vẫn đang tiếp tục theo dõi điều trị, dự kiến ngày 21 tháng 9 xuất viện. Sáng 18 tháng 9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Hwa nhân dịp bà Quang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 tới 18 tháng 9. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm của bà Kang có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ngoại trưởng Hàn Quốc là khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Việt Nam kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hai bên cũng hoan nghênh những nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ủng hộ việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Chiều 18 tháng 9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các ban ngành của thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, ban lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân công chỉ định ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17 tháng 6 năm 1965, quê quán xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ, quá trình công tác từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Ngay sau khi việc bổ nhiệm này được truyền thông trong nước loan tin, cộng đồng mạng liền rộ lên thông tin ông Chu Ngọc Anh nhiều khả năng sẽ là người thay thế ông Nguyễn Đức Chung giữ chức Chủ tịch Hà Nội trong thời gian tới. Tuy nhiên, tin này hiện vẫn nằm trong mức độ tin đồn chưa kiểm chứng. Trong một diễn biến khác, cũng theo truyền thông tại Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chung và gia đình đang làm đơn cho ông Chung tại ngoại hầu tra để điều trị ung thư. Tuy nhiên, việc ông Chung có bị ung thư hay không và nếu có là bệnh ung thư gì thì chưa thấy báo chí nói tới. Tại cuộc họp thường trực chính phủ về COVID-19 chiều 18 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu tăng tần suất các chuyến bay quốc tế và lưu ý mỗi chuyến bay đều phải có phương án phòng chống dịch cụ thể, kể cả việc giải phóng nhanh hành khách tại sân bay, địa điểm cách ly.
Trên tinh thần tiếp tục mở các đường bay quốc tế có kiểm soát, Thủ tướng Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đề xuất tăng tần suất chuyến bay, kể cả bay thương mại đón chuyên gia, nhà đầu tư, đón công dân Việt Nam về nước. Lịch bay cụ thể báo cáo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét quyết định. Ông Phúc cũng nhấn mạnh cần có biện pháp nhanh chóng giải tỏa hành khách tại các sân bay, không để tụ tập đông người dễ lây nhiễm. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.